những năm gần đây tình trạng mù lịch sử là khá phổ biến cho học sinh sinh viên nhiều bạn trẻ tỏ ra thờ ơ với môn lịch sử dẫn đến không biết lịch sử không hiểu lịch sử nhớ sai các dấu mốc sự kiện song nhờ những người thầy hết lòng vì sự nghiệp chồng người sáng tạo tận tâm với nghề nên môn học này đã trở thành môn học yêu thích của nhiều học sinh sinh viên tiến sĩ nguyễn thị ngân giảng viên trường đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên là một ví dụ điển hình đó là những nội dung sẽ có trong phim phóng sự Người dị sử bằng tâm, phim do nhóm phóng viên Ngọc Anh, Nguyên Trương, Ngọc Đạt, Nguyễn Quế thực hiện, thể hiện lời bình, Phương Lan dựng phim Nguyên Trương, dẫn chương trình Kiều Anh. Phim phát sóng vào hồi 20 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2012 trong chương mục Đất và Người Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem.